Hello, xin chào anh chị và các bạn. Nay là ngày 1 tháng 9, ngày mai là lễ rồi. Em vô 9 cây Nokia 110i, hàng Line New nha. Đó, 9 cây, 9 hộp. Đó, đây là hàng hiếm nha. Nó ghi màu sắc đầy đủ nha anh chị. Đó. Đó nè. Blue nè, đó blue là xanh. Đó đây, thấy chưa? Rồi. Ok. Mở thử nha. Mấy con này làm nước ngoài gửi về nha anh chị. Anh nào muốn chỉ biệt giải biệt, anh muốn để luôn nha. Đó. Đó tiếng chữa gặp nãy không? Mấy con này xài khỏi chê. Bị là 5-6 ngày tuần là khỏe nha anh chị. Em quay từng cây cho anh chị xem. Anh ở xa cứ lấy. Cái màu đó màu mới. Màu này. Đó. Đó, chữ có gặp này không? Ở trong là máy pin sạc nha anh chị, máy pin sạc sạc zin. Đây. Anh chị coi nè, cục sạc. Ngoại hình có này là Line New nha. Đó, sạc lớn, chu lớn này không. Đó, xài bao phê bao ngon. Rất thân dẫn nè. Nè, anh chị thấy không. Chữ thì ở gập. Bàn phím ở gập. Đó. Bây giờ em bỏ thử nha. Nói chung 9 cây này là đầy đủ hộp, sách trọng đầy đủ hết đó. Nhưng mà bây giờ là bỏ thử cho anh chị xem. Giờ bộ pin. Rồi. Rồi, bỏ xin thử đây. Đó. Zin nguyên cây nha anh chị. Máy zin, pin zin, sạc zin. Cho nên là xài khỏi chê. Đó, bỏ sim vô. Anh nào đang thích những sưu tầm những cái máy này á, thì cứ tranh thủ alo cho em nha. Chỉ quay clip cái qua mai là hết mới công lại nói là ủa sao không còn mới công nữa. Đó. Đó. Này bây giờ vô thử. Đó giờ gặp này không? Đó thấy không? Đúng chuẩn luôn nha. Chà luôn. Nằm đâu không nhớ nữa. Thôi, làm chỉnh lại. Nói chung là mở sơ sơ thôi. Đó. Chính cây hiện tại là có hai màu. Đó, anh nào mua màu nào tranh thủ đi nha. Chứ mốt là hết là không có đâu. Đó. Quay đường cây cho anh chị xem. Đó, thông tin nè. Đó, mà blue, xanh. Blue là xanh. Đó, thấy không? Như mới nha, nó gọi Line New nha anh chị. Đó. Anh chị thấy mấy chữ này không? Bên nước ngoài thấy không? Nhật, đồ tiếng Nhật rồi đó. Nguyên cây là gom về, cứ là cực khổ. Em biết có nhiều anh gì giờ vẫn đam mê mua homie lắm. Cho nên em gom. Em gom về cho anh nào có nhu cầu. Đó. Toàn màu hiếm không. Đó, mấy cái máy này là cái vỏ là vỏ zin nha. Cái màu này anh chị khỏi khỏi lo ai nói mình là vỏ lô cái gì đó, thấy không? Đó. Toàn chữ này không? Được. Sạc đầy đủ trong hết. Việc bỏ sim là xài thôi. Còn anh nào không biết việc em chẳng việc. Một lúc nhạc. Đó. 79, đó, email 9979 này đủ, thấy không? Đó, thấy không? Nói chung là con này nó chỉ mất cái miếng dán anti thôi chứ mà lột mà nếu mà còn mà có miếng anti là new rồi. Đó.
nè, quen cảnh sườn nè, thấy không, nó bên hông nè, không chêu được đó. Đó, pin bọng là pin zin, xài cái từng rồi, ok, quay sơ thôi anh chị, nó như nói chung là máy full hộp, đúng không? Rồi, cảm ơn chị xe clip nha.